Chịu được không con? Nghe được. Nó bị mụn này bao lâu rồi? Dạ lớp 7 rồi dạ. Lớp 7 là đã bị mụn rồi đúng không? Dạ. Bị tới giờ luôn ha. Ủa? Lớp 7 là mới đây mà đúng không? Dạ. Năm nay con lớp 7 mà đúng không? Năm nay là lớp 8. Ừ. Nhanh xíu nha con. Cố lên. Cho nó. Chỗ này nó dày quá trời nè. Mọc vô tới chân mày luôn nè. Vậy nhớ vệ sinh da kỹ nha.
nhắm mắt lại nha. Ráng ha. Đó là chỗ này nó bị sưng hết lên rồi con ạ. Nguồn nào ta? Dán lên tí con nha, cố lên xíu, không nó bị viêm, nó sưng hết trơn lên rồi nè, để lâu nó bị viêm, bị sưng hết trơn này. Con rửa mặt, con có rửa chân mày luôn không? Dạ có. Nhưng mà con có sử dụng sữa rửa mặt không? Không có. Sữa rửa mặt của con là con xài loại gì? Không có nhá. Con nhớ tay nè. Cô lợn. Cô lợn. Nhắn lên con trai. Để lâu quá nó bị viêm cái dạt chỗ này con ạ. À. Để mốt nó bị thẹo. Con cố gắng một chút nha.
Okay.